Mỗi ngày một con số, chúng tôi muốn đề cập đến con số 83%. Theo kết quả khảo sát chỉ số điện toán đám mây tại Việt Nam năm 2013 do tập đoàn VMware thực hiện, có đến 83% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết việc triển khai điện toán đám mây là một trong những ưu tiên hàng đầu. VMware nhận xét, dù mới bước vào giai đoạn đầu triển khai điện toán đám mây, nhưng Việt Nam có cách nhìn nhận về công nghệ này cao hơn trung bình khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Có đến 67% doanh nghiệp cho rằng điện toán đám mây ảnh hưởng lớn đến hoạt động chuyển đổi kinh doanh. 80% nhận định việc hợp nhất máy chủ thông qua ảo hóa sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp trong vòng 2-3 năm tới. Thưa quý vị, xoay quanh con số 83% doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam xem việc triển khai điện toán đám mây là ưu tiên hàng đầu, ông Lữ Hồng Chương, Phó Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, thực tế mức độ quan tâm của doanh nghiệp với công nghệ này là rất cao nhưng việc ứng dụng thực tế còn hạn chế. Thực ra cái nhu cầu thì rất là lớn, tuy nhiên là các doanh nghiệp cũng chưa am hiểu sâu cho nên cái việc ứng dụng còn đang bị hạn chế. Nhưng trong những năm tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà truyền thông cũng như là cái việc mà mang lại cái lợi ích cho khách hàng thì khách hàng sẽ có cái sự ứng dụng nhiều hơn, rộng hơn. Phía doanh nghiệp cung ứng những dịch vụ liên quan đến điện toán đám mây tại Việt Nam cho rằng có tín hiệu lạc quan về sự chủ động tiếp cận với công nghệ này từ doanh nghiệp trong nước. Khi mà nói về điện toán đám mây thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái lĩnh vực rất là rộng và cái lợi thế của nó thì dần dần đang được chứng minh và được rất nhiều những doanh nghiệp và những người dùng sử dụng cá nhân chấp nhận. Tôi sẽ chia sẻ theo cái hướng là nếu tôi nhìn cái điện toán đám mây theo cái dịch vụ về hạ tầng, cái điều đó là cái điều đầu tiên tôi thấy là nó có một cái lợi ích rất rõ ràng. Chúng ta cũng thấy một cái điểm yếu của những cái công ty hiện tại đang xây dựng cái hạ tầng theo cái kiểu truyền thống. Đó là nếu mà họ có rất nhiều những chi nhánh khác nhau thì họ cũng sẽ phải xây rất nhiều cái server khác nhau ở khắp tất cả mọi nơi với chi phí rất cao. Và hàng năm như vậy họ phải cập nhật những cái phiên bản mới hơn rồi chi phí rất tăng cao. The response has been phenomenal. Phản hồi của khách hàng Việt Nam thật sự ấn tượng và mạnh mẽ. Rõ ràng trong bối cảnh kinh tế hiện giờ thì các doanh nghiệp cần những công cụ, cơ chế mới. Tuy là khó khăn, nhưng họ vẫn cần phát triển. Và để phát triển thì cần sự linh hoạt và đổi mới. Nhắc đến điều này thì không thể nào quên điện toán đám mây. Với điện toán đám mây, thời gian để đạt được giá trị không cần phải đợi hàng tháng, hàng năm, mà chỉ còn là hàng tuần.